Xin chào các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 7. Về nội dung ôn tập, các em sẽ ôn tập chủ đề 7, truyền thông phòng chống biến đổi khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Về hình thức, các em sẽ làm bài thực hành tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 7. Sản phẩm cá nhân hoặc là nhóm 2 học sinh trong thời gian là 45 phút. Một số nội dung mà các em cần nắm được trong chủ đề 7 đó là các biểu hiện, nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu. Về nội dung này thì các em có thể tham khảo ở hình 1 trong tài liệu chủ đề 7. Thứ hai là các em hãy cho biết là thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với những thách thức nào do biến đổi khí hậu gây ra. Thì nội dung này thì cũng có trong tài liệu. Một số thách thức như là mực nước biển dâng, ngập lụt do sông, nhiệt độ trong thành phố ngày càng tăng cao. Nội dung thứ 3, các em sẽ nêu một số hoạt động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Về nội dung này, các em sẽ tham khảo ở hình 2 trong chủ đề 7. Về câu hỏi thì đối với vai trò là học sinh, em cần thực hiện những hành động nào để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu? Thì gợi ý một số hành động mà các em có thể làm, như là chúng ta sẽ tiết kiệm điện và giảm sự nóng lên toàn cầu bằng cách tắt đèn khi ra khỏi phòng, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, trồng thêm cây xanh vân vân, hoặc là hạn chế sử dụng túi ni lông hoặc là chai nhựa. Yêu cầu tiếp theo, thực hiện một poster để tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè thực hiện các hành động góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các em tham khảo một số bài làm của các bạn. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.